Hello mọi người. Ok, trên tay mình đang một cái sản phẩm mới từ Smallrig. Đây dành một cái khung kim loại dành cho điện thoại chuyên về hỗ trợ quay. Ok, đây một cái khung thiết kế kiểu dáng hoàn toàn mới, có nghĩa là mình có thể tên của nó là Full P10. Thì giống như cái tên gọi của nó, đây là một cái khung mình có thể tháo và lắp nó gọn lại khi cần, mình có thể thu gọn nó và khi mình chụp quay á, mình gắn điện thoại mình sẽ kéo nó ra. Đó, cái kiểu dạng gập. Đây, cái hình minh họa ở đây. Ok, thì để dễ hơn, mình sẽ cùng các bạn khui hộp cái sản phẩm ngày hôm nay. Ok, khui hộp nó gồm những gì nè. Rồi, có mút đẹp luôn. Đây là kèm một sách hướng dẫn. Quá đẹp. Thực sự luôn, đây là cái khung dành cho điện thoại chuyên quay mà mình thấy đẹp nhất từ trước đến giờ luôn. Mình cũng bán những cái sản phẩm của Uric và một số hãng khác, nhưng thật sự cái khung này nó làm quá đẹp luôn, như kiểu Transformer á. Wow, quá đẹp, nói chung là gia công đẹp quá. Màu đỏ logo làm nổi bật lên luôn. Này là nguyên pin. Cái khung này nó có hỗ trợ wifi bluetooth nha, để kết nối với điện thoại á, bấm nút quay nó sẽ nhanh hơn, rất là tiện luôn, và những loại khung khác trên thị trường không có tính năng đó. Wow, tuyệt vời, nhẹ, rất là nhẹ. iPhone của mình đây, chung là kích thước đa đá nhau. Wow, làm rất là đẹp luôn. Mẫu đúng là cái mẫu khung mình thấy đẹp nhất từ trước đến giờ luôn á. Kim loại rồi, mình sẽ dỡ coi như thế nào. Wow, mở ra nè. Wow, kiểu Transformer á. Wow, tuyệt. Này là cái nút quay nha, bấm vào mình sẽ kết nối với cái điện thoại quay wifi, tí mình sẽ thử setup nó như thế nào. Vẫn có những không, hình như là một số phần nó sẽ làm bằng nhựa nha, một số phần là bằng nhựa, một số phần là bằng kim loại, chứ không phải là 100% bằng kim loại đâu. Cái mặt này là bằng kim loại nè, còn những cái phần ráp phía trên thì bằng nhựa. Nói chung là kết hợp giữa hai chất liệu nha, chứ không phải là 100% là kim loại đâu. Rồi, ok, mình sẽ gắn cái điện thoại như thế nào. Wow, hơi dạng kéo luôn. Ở đây mình sẽ gắn thử là cầm hai tay, đó những cái cúc lia máy như vậy nè, nó sẽ dễ hơn đó, mình sẽ cân bằng chủ động hơn. Thì so với mình cầm như vậy sẽ hơi khó đó, khi mình set up sau ấn quay là quay thôi, còn nhiều nhiều khi cần bạn mình vẫn có thể chỉnh một tay nhấp nhấp mà mình chỉnh được. Wow, rất là đẹp đó. Cái này cũng có một cái thiết kế rất là hay, đó chính là nó hỗ trợ cho bạn kiểu mà chụp hình đó, chụp hình mình chụp một tay như cái hình họa minh họa. Để đợi mình đi xíu. Ok, đó kiểu máy dọc máy ngang đó, bạn nó cầm như vậy, cầm phô chỉ cực kiểu photo á, cầm hay thu gọn là kiểu một tay đó, kiểu vậy đó. Tùy bạn có thể thiết kế mà xoay ra dạng này, chung cũng rất là tiện nha. Cái xoay mình tay mình như vậy nè, không có, nó không có chạm vô camera nha, nói chung là không sao hết, không có sợ chạy điện thoại. Wow, quá tuyệt luôn, rất đẹp. Trên này thì nó có những cái cao su nè, để mình gắn những cái đèn flash, những cái ốc mình vặn ở đây mình gắn thêm phụ kiện. Ok, như mình nói luôn, nói chung là vừa kết hợp giữa nhựa và kim loại. Còn có những cái phần trục này thì bằng kim loại nè, một số phần tay tay cầm là bằng nhựa, chung kết hợp giữa hai cái rất là đẹp. Rồi, để kết nối điện thoại mình với cái Smallrig P10 thì bạn bật đầu tiên là bạn bật Bluetooth cho điện thoại lên trước đi. Đó, sau khi có Bluetooth rồi bạn vào phần setting tìm thiết bị. Thì ở đây mình sẽ bật cái thiết bị này lên. Đó, nó sẽ có đèn xanh nè. Nó sẽ chớp 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 xanh như vậy, nó đang pairing. Lúc này thì bạn sẽ hiện thấy cái tên nó mã nó là Smallrig CG10. Ok, đã sẽ hỏi bạn có muốn kết nối không? Pair. Ok, hiện là connected. Đó, có nghĩa là đã kết nối rồi. Nói chung là việc kết nối cũng đơn giản thôi đó. Thì khi kết nối rồi á, thì bạn sẽ bật những cái tính năng photo á, thì nó sẽ hoạt động được đó. Đó, như mình nhấp nút là sẽ chụp nè. Ok, video
Ok, quay bình thường. Thì chung là cái tính năng mà Bluetooth mà khi ấn cái nút như vậy nè, kiểu remote đó, thì mình thấy này rất là đơn giản, là đa số nó hỗ trợ được hết luôn. Thì mình sẽ qua Phi Micro. Ok, vẫn hỗ trợ cho Phi Micro luôn nha. Đó, mình sẽ quay rồi, đúng cầm những cái set quay như vậy. Ừ, khá là ổn đó. Ok. Rồi, thì tổng quan luôn và cái đánh giá và cái khung này thì nói chung mình sẽ làm một cái clip thực tế mình quay ở ngoài trời sẽ đi sẽ như thế nào. Cái nhưng đánh giá sơ bộ ban đầu thì nói chung là gọn nhẹ và đẹp nha, chung rất là đẹp. Nói chung chỉ cần nó thiết kế kim loại hết toàn bộ luôn là quá tuyệt rồi. Những cái phần này, một số phần cái khung chính nó bằng kim loại nè, một số phần trên này bằng nhựa nè, cái này là kim loại nè. Một số phần chính thì vẫn là bằng kim loại nhưng cái tay này là nhựa nè. Như là quyển này là bằng kim loại hết luôn, là 100 điểm luôn, perfect, không có gì để chê hết. Gia công làm chung là quá đẹp. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đừng quên like và subscribe theo dõi kênh YouTube của mình để xem những cái video mới nhất về những đồ chơi công nghệ cho máy ảnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you mọi người.